và Hải Phòng đã được bắt đầu. Người sẽ đá phạt là Lâm Quý. Pha chuyền bóng rất sâu, bóng vẫn trong cuộc. Người phá bóng là Đỗ Bello. Và sẽ không hề dễ cho Hải Phòng có thể phát huy được lối chơi này nếu như họ không có được những pha bóng đủ nhanh, đủ tiêu biên. Khá nguy hiểm. Pha phù hợp tương đối chuẩn xác của cầu thủ Sài Gòn. Người đã tạt bóng là Nguyễn Văn Ngọ. Đấu hai lần gặp nhau của hai câu lạc bộ Hải Phòng và Sài Gòn đều kết thúc với phần thắng thuộc về Sài Gòn. Phá gan tiếp tục không được, vẫn còn phá gan khá tỉnh táo, vẫn không thể có một cú dứt điểm trúng đích. Một pha bóng lộn xộn phía trước khung thành của đội chủ nhà Sài Gòn. Phạm Văn Phong đã như thường lệ chơi lăn xả và đã ngăn chặn được cú đá của Diogo Fagan. Pha tiếp bóng ở cự ly gần khiến cho Phạm Văn Phong không thể kiểm soát được một cách chính xác nhất. Nhưng anh lại tiếp tục chơi lăn xả để ngăn chặn được cú đá bồi của Lê Thế Cường. Và những tình huống uy hiếp sau đó của đội bóng áo đỏ. Không loại trừ đây sẽ là một pha bóng có sự xuất hiện của tuyến 2. Không phải, đó là cú đá thẳng. Rất nguy hiểm. Bóng đá dội sang ngang. Pha xử lý có thể nói là rất bất ngờ. Cú đá là của Lê Trung Hiếu, hậu vệ cánh trái bên phía Hải Phòng. Trung Hiếu đã dứt điểm ở tầm thấp. Bóng đi lọt vào khe giữa hai cầu thủ đứng hàng rào của đội chủ nhà. Một pha bóng khiến cho Phạm Văn Phong ở thế bị động. Sài Gòn mùa này rõ ràng là một Sài Gòn rất khác so với những gì đã từng có ở mùa giải 2020. Mới chỉ là năm ngoái mà thôi. Không được. Adrian Smith đã chọn sai vị trí, chọn sai điểm rơi. Nhưng đáng tiếc cho cầu thủ Sài Gòn là cầu thủ băng vào tiếp bóng lại không thể có được đầy đủ cảm giác để có thể làm chủ được tình hình. Quả tạt một lần nữa từ bên phía cánh trái của Văn Ngọ. Dù đã có được điểm ở vòng đấu trước nhưng đó mới chỉ là điểm thứ 10 của đội bóng đến từ thành phố cảng. Không được. Nguy hiểm. Không có tiếng còi cất lên. Người đã áp sát trong tiếng vừa rồi là Lê Thế Cường. Phạm Văn Phong đã không kiểm soát hoàn toàn tình hình và có vẻ như theo các trọng tài là không có lỗi của Lê Thế Cường. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Fagan không bị thổi lỗi việt vị. Đúng là không hề có lỗi của Lê Thế Cường. Ở trận đấu này vẫn chưa thể có mặt. Đã có những lúc huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn thể hiện sự tiếc nuối việc không có mặt của Zimbling. Đá rất nguy hiểm. Pha dứt điểm trong tình huống vừa rồi là của U Sang Hu. Một tình huống xử lý tương đối bất ngờ ở cự ly phải đến 25-27m. Pha xoay người và dứt điểm chéo góc của cầu thủ người Hàn Quốc. Bóng đi ở tầm thấp. Đó là pha bóng mà thủ môn Phan Đình Vũ Hải đã duy trì được sự tập trung. Đó mới là tình huống dứt điểm trúng đích đầu tiên của Sài Gòn trong trận đấu này. Cú phá bóng của Adrian Smith. Văn Ngọ, không phải, đó là cả Văn Triền. Dương Văn Trung. Pha nhà bóng của Fagan. Diego. Cơ hội phản công. Chân phải, không được. Dứt điểm. Cú đá là của U Sang Hồ.
Trong hiệp 1 của trận đấu thì U Sang Ho cũng đã có một pha xoay người dứt điểm ở cự ly khoảng 25m. Bóng đi trúng khung thành và tạo ra một tình huống thử thách tài năng của thủ môn Phan Đình Vũ Hải bên phía Hải Phòng. Của Lâm Quý. Pha tranh chấp có lỗi của Lê Trung Hiếu. Văn Triền cú gác tay có lỗi của Tấn Đài và một chiếc thẻ đỏ trực tiếp đã được rút ra dành cho cầu thủ đã vào sân từ ghế dự bị của câu lạc bộ Sài Gòn. Người đã vào sân sau giờ nghỉ giữa hai hiệp bên phía câu lạc bộ Sài Gòn đã không giữ được sự bình tĩnh. Một loạt những tình huống tranh chấp gần đây của Tấn Tài đều là kết quả của những pha bóng mà các hậu vệ, các cầu thủ của Hải Phòng khiến cho anh bị ức chế. Và không quá khó hiểu khi ở pha bóng vừa xong, Tấn Tài đã bộc lộ sự thiếu kiểm soát của mình. Đáng tiếc là sự thiếu kiểm soát đó lại diễn ra một cách quá lộ liễu và nó nằm ngay trước mắt trọng tài điều khiển trận đấu này. Trọng tài Trần Đình Thịnh đã không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp để chốt quyền thi đấu của Tấn Tài. Không được. Cú sút của Văn Ngọ. Hải Phòng đang chơi hơn người, nhưng nhiều hơn một người không đồng nghĩa với việc hơn hẳn về mặt thế trận. Đánh đầu. Bóng vừa chạm đầu của Adriano Smith. Mạnh Dũng. Phá gan. Không được. Trung vệ cuối cùng cũng như thủ môn Phạm Văn Phong. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Lê Cao Hoài An chọn sai nhịp rơi của trái bóng, buộc Phạm Văn Phong phải bung hết sức. Và ngay cả tình huống đó cũng không hoàn toàn xử lý triệt để pha bóng nguy hiểm này. Rất may cho chủ nhà Sài Gòn là ở tình huống vừa rồi Fagan đã bị lạc lối ở khoảnh khắc cuối cùng, khoảng cách quan trọng nhất. Văn Ngọ rất quyết tâm. Trước khi tạt bóng đá kịp ngước lên. Quả tạt là tương đối tốt. Nhưng khi mà Dobeklo tham gia vào việc tổ chức thì tốc độ sẽ là một trở ngại để anh có thể chiếm lĩnh vị trí ở phía trong trong tình huống quan trọng nhất. Một khoảng trống mênh mông ở phía trong, nhưng không có tầm cao của Dobeklo thì pha tạt bóng đó cũng vô nghĩa. Trung Hiếu. Pha phối hợp lên bóng ở biên của đội khách Hải Phòng. Cơi! Rất đáng tiếc. Khung thành dường như đã mở rộng trước mắt Lâm Quý, nhưng thật đáng tiếc là với pha bóng bổng, với cú dứt điểm bằng đầu, Lâm Quý đã có pha chạm bóng có thể nói là không đủ tốt.
Anh muốn tạo ra một cú dứt điểm đủ căng. Bóng được đánh cao về phía khung thành của đối phương để đánh bại hoàn toàn khả năng chống đỡ của một hậu vệ.